chào cả nhà nha. Dạ, sáng mình cũng mua được ba con lươn nè. Ba con lươn này thì nó cũng hơi nhỏ, mình nấu canh chua nè cả nhà. Mình nấu canh chua ở đây thì mình cũng có miếng khóm nè, với hai trái cà nè, ngò nè, chanh nè. Lát mình đi ra ngoài vườn nhà mình bẻ cái bắp chuối nó vô mình nấu. Sáng mình không có mua gì nấu hết trơn. Ở đây mình cũng có ba con khô cá sặc nè, với một miếng khô cá cha nè. Lát mình chiên mình ăn kèm. Giờ mời cả nhà cùng vào bếp với mình nha. Cũng có cái bắp chuối nè, mình bẻ bắp chuối này vô để mình nấu canh chua được rồi. Có bắp chuối nó cũng chỗ hết rồi mà mình bẻ luôn nguyên cái hoài luôn cả nhà, ổn nha. Bây giờ mình bắt cái chảo lên để mình chiên khô. Chảo nóng là mình cho dầu nha. Chảo nóng là mình cho khô nha. Khô này mình mua hôm bữa nè. Mua nửa cái khô sạch gần. Chiên ba con cũng còn mấy con. Khô này nè. Mình khô cá tra. Hôm bữa mình cũng mua, mình chiên ăn còn mấy miếng. Giờ đây mình cũng có không biết nè, mình bắt lên mình nấu canh chua. Mình cho cái nồi. Cũng có nấu khoai nha mà chiên. Sáng mình mua giờ cái nồi nó cũng nóng rồi, mình cho dầu vô. Cho tẩu vô. Mình cho xả vô. Lươn mình để xả lên nó thơm. Tẩu này nó cũng già, tẩu với tẩu nó già mình lấy ra một ít. Để nát mình để lên trên cho thơm. Cho lươn vô mình xào. Để xào nó thơm thơm lươn vậy đây nè. Mình cho nước vô. Bây giờ mình cũng cho vô đây nha. Một muỗng muối, xíu bột ngọt. Bây giờ lươn này của mình nó cũng chín rồi, nó sôi rồi, mình cho thơm vô, cài vô luôn. Thơm mình dưới cà mình để vô rồi, giờ mình cho bắp chuối vô. Chuối cũng nhanh chín. Cho vô đây 3 muỗng đường, nó canh chua ngọt ngọt với ngon. Mình cho vô nửa giá nước mắm, tại mình chỉ để muối thôi à, mình không có để hạt nêm. Cái chén nước cốt chanh, mình cho vô. Tầm 2 muỗng ăn canh. Cho vô là bắp chuối cái trắng nè. Rồi mình cho rau nêm luôn. Ớt với ngò ra. À, cái này xả với tỏi hồi nãy mình xấy nè. Nghe thơm. Vì là nó không thơm được rồi. Cái mình hôm nay nó đi học về sớm rồi cho nên là mình cũng có chiên mới chín rồi. Cho nên nó không có chịu ăn cá lươn gì hết. Mình chiên chín với thịt. Chào cả nhà nha. Chào bà cô chú. Cả nhà ơi, mình nấu canh chua với khô chiên với trứng chiên cũng xong rồi. Giờ mời cả nhà ăn cơm với hai mẹ con nha. Mời bà cô chú ăn cơm. Mình đó, hôm nay đi học về sớm mình cũng chiên miếng trứng cho ăn với lươn nó không ăn. Cho nên chiên trứng với thịt. Ở đây mình cũng có chén muối ớt để mình chấm nước tương. Ủa đây, canh chua nè. Mình cho miếng nước. Canh chua lươn chấm muối ớt ăn nó đúng điệu. Ăn đi. Dạ. Khoai nữa cả nhà, mình cũng nấu dĩa khoai. Em ra nhiều chứ cũng ăn đâu có hết.
Không có lương hả? Anh chua lương ngon quá. Chấm với ớt. Anh chua lương. Chấm với ớt. Mà cả nhà ăn lương nấu canh chua. Nó là lương đồng. Hồi sáng mình nói mình mua đồ nấu canh chua, cái mình mua bịch lương xong rồi mình về luôn, không nhớ để mua thì nấu canh chua. Về nhà em tủ lạnh còn miếng thơm với hai trái cà, đi ra cắt bắp chuối nữa rồi nấu được. Khô cá mặn mặn luôn. Thằng trai thì đi học tới chiều mới về. Thấy nha, cái chị đó chỉ bán lương, bỏ trong bịch có 3 con, chỉ nó 300 gram, bán 60 ngàn. Chứ mình trả 50 ngàn thì chỉ bán luôn, mình mua luôn. Chị giá. Để chứ lương nhỏ xíu mà. Không phải lương bự đâu. Có 3 con bự, 2 con nhỏ. 60 ngàn đưa 50 ngàn. Trả giá 50 ngàn, người ta chịu bán mình mới mua chứ đưa gì. Cho trả giá. Ê. Trả thử thôi, 10 ngàn đã 10 ngàn. Mình không bán rồi. 50 ngàn bán rồi. Mình mua lương cuối cùng cho nên là mình không có nhớ để mua rau. Lên xe rồi các bạn đó bánh kêu á, có ba lần mua không? Tao có giật gì vậy? Hỏi nhiều hay khá được nè. Mua lương xong có giật về. Tao có mua gì đâu mà chua. Rồi cái nó hơi bởi tính cũng đích nó chơi, nếu mà bà không bán mình cũng mua 60 hành á, hơi 50 được rồi bà, vậy khá bà bán liền. Chứ mình mua đồ mình ít trả giá. Còn giờ trong tốt ít tiền nên mới trả giá. À, sao hả? Lúc nãy mua lương còn có 65 ngàn.
Vậy mua 60 còn 5 ngàn. Nhưng mà người ta bán 50, còn 15 ngàn. Mày cả nhà ăn phải lăn sữa nha. Ủa nhỏ 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 không hả nè. Sáng gặp với anh bán đổ một đống nha. 2kg 15 ngàn, 3kg 20. Một 2kg 15. Cầm kia. Nói chiêu. Bữa nó là cay chút. Thế là khoa không rồi. Khoa này cũng có bự lắm đó chứ, mà tại này sáng nhỏ. Lúc trước cũng có nhỏ với mấy trái bự lắm. Ủa, hồi nãy ai nói không ăn lương chứ nhà đó ăn dữ. Mình tưởng gái mình không ăn lương cả nha. Nãy giờ ăn hết luôn. Ở nhà thì nói chung là mình cũng không có mặn cái gì hết cả nha. Dọn dẹp nhà cửa với trồng rau rồi vậy. Nhưng mà giờ mình không có trồng nữa. Tại vì mấy con gà này nè, nó bơ quá cho nên giờ mình không trồng rau nữa. Với mình đưa hai đứa nhỏ đi học. Rồi lớp nào mình quay video, mình cắt video, mình sửa video một mình thôi à. Không, mình cũng quay một mình thôi chứ không có ai để phụ mình hết. Tự mình để máy rồi, tự mình quay rồi luôn. Mình làm mình không có ai tham gia hết. Tại nhà thì cũng có hai mẹ con à, mà nhỏ gái mình lúc trước nó cũng quay cho mình đó, mà nó lắc quá. Nó lắc quá rồi ông bà cô chú chửi quá. Cái thôi giờ mình để tự mình quay. Ví dụ mình đi cắt xả đi, mình cũng để cái máy đằng kia rồi ở đây mình cắt vậy đó. Mình không có người quay, mình tự không à. Bởi vì quay một clip video vậy mấy tiếng đồng hồ luôn á, nó lâu á. Tại có một mình à, cứ xách cái điện thoại đầu này, xách cái điện thoại đầu kia quay, quen mình vậy. Tại đam mê thì làm rồi cái nhau. Chứ mình làm này mình cũng đâu có tiền bạc gì nhiều đâu. Những gì? Những gì? Nhờ ông bà cô chú xem nhiều thì mình mới có tiền. Còn không có xem, không có lượt xem thì mình không có tiền. Tại giờ kênh YouTube của mình cũng được bật kiếm tiền rồi. Nhưng mà mình không có được lẫn tiền nhiều. Cho nên là mình quay ăn uống sơ sài vậy thôi. Chừng nào khi nào mà kênh YouTube có tiền nhiều cái mình mua những cái món ngon. Ví dụ như tôm hùm, cua, qua lắc ca. Chừng nào mà được ông bà cô chú ủng hộ nhiều, có tiền nhiều, mình sẽ mua mấy cái món đó mình ăn. Chứ đó giờ cũng chưa từng ăn. Thấy thôi, thấy trên TV thôi à. Chưa thấy ở ngoài luôn á. Mình chưa bao giờ được thấy con cua ở ngoài á. Cua tôm hùm đồ này nọ chưa bao giờ được thấy, chỉ thấy trong TV. Mình ăn cơm với canh chua lương với khô chiên với trứng chiên cũng xong rồi. Cả nhà mà có xem được video á, xin cho mình một like. Có nhiều bạn hỏi like là như thế nào, like là có nghĩa là đưa ngón tay lên gì nè. Giờ mình cho mình xin một lượt đăng ký và bấm vô cái chuông để mình up lên clip mới thì nó sẽ báo vô cả nhà xem nha. Hẹn cả nhà video kế tiếp nha, bye bye. Bao bà cô chú rồi.